một trong những vấn đề quan trọng của dự thảo luật dầu khí sửa đổi đang được thảo luận đó là việc đưa ra quy định cụ thể về địa vị pháp lý của tập đoàn dầu khí việt nam petro việt nam một cách bao quát cụ thể rõ ràng để gỡ vướng trong quản lý và chịu trách nhiệm với việc thăm dò khai thác hoạt động dầu khí quốc gia tuy nhiên tại bản dự thảo luật dầu khí sửa đổi địa vị pháp lý của petro việt nam vẫn chưa được quy định rõ ràng cụ thể theo đó việc không có quy định rõ ràng và trực tiếp về địa vị pháp lý của Petro Việt Nam sẽ khó khăn cho Petro Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư, thăm dò và khai thác dầu khí, chưa kể quy trình thủ tục qua nhiều cấp thẩm định gây mất cơ hội cho doanh nghiệp. Việc này đã được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt quan tâm, đồng tình khi cho ý kiến về dự thảo luật dầu khí sửa đổi vừa qua. Cụ thể, các ý kiến cho rằng các hoạt động dầu khí gắn lợi ích rất lớn nên việc tăng cường phân công, phân cấp là rất đúng đắn tuy nhiên đi đôi với đó là việc kiểm soát do đó cần phải thể chế hóa các quan điểm liên quan thiết kế điều luật chặt chẽ hơn